Những người có 3 dấu hiệu sau đây rất dễ thành công. 1. Luôn muốn thoát ra khỏi vùng an toàn. Bạn sợ giao tiếp với người lạ, không dám đứng thuyết trình hay đề xuất tăng lương. Nếu bạn cứ ở lì trong vùng chơi bình yên thì cuộc sống của bạn chẳng có gì thay đổi. Người thành công luôn bước ra khỏi nơi an toàn của bản thân mình. 2. Tự hình thành những thói quen hữu ích. Người thành công họ sử dụng hết khả năng suốt một ngày dài. Họ dành thời gian để học tập và nâng cấp bản thân. Ai cũng có 24 tiếng trong ngày. Sự khác biệt ở chỗ bạn sử dụng chúng như thế nào mà thôi. 3. Không bao giờ lùi bước trước thử thách. Có thể bạn sẽ hy sinh nhiều thứ, trải qua những lần đau đớn và cả những giọt nước mắt rơi, thậm chí là đổ cả máu. Nhưng tuyệt nhiên, bạn đừng bao giờ từ bỏ, bởi vì thành công sẽ đền đáp tất cả lại cho bạn.